chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình sẽ đi xuống chiếc ghe của anh Văn Lai Nguyễn, anh vừa đóng để giao cho khách hàng ha. Để chút nữa mình xuống dưới mình hỏi coi chiếc này ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu, gắn máy gì cho mọi người xem. Thì qua video này mọi người có đóng tàu hay là mua bán tàu ghe đó có thể liên hệ cho anh Văn Lai Nguyễn nha. Số điện thoại là 0382320204 ha. Đây là một chiếc ghe tàu tải mà anh vừa đóng giao cho khách đây. Má ơi coi kìa, quá khủng khiếp các bạn, chiếc này chạy nhìn sướng thiệt. Trời ơi, quá wow. Chiếc này quá chạy rồi. Đây là anh Phú. Quá lâu rồi mới đến chỗ của anh Văn Lai Nguyễn quay nha. Ghé lên ơi, ghé lên ơi. Dạ dạ. Bây giờ mình lên ghe nha các bạn. Ủa cái chiếc này ngang nhiêu, dài nhiêu vậy anh Phú? Nhiêu Phú, quên rồi Phú. Nhiêu Phú? Hỏi tao không biết đâu. Như là 2m6 vậy. 2m6 dài nhiêu anh? 7 vậy. Dạ. 10m. 10m hả? Máy gì anh lại? Anh đóng anh quên luôn các bạn. Qua cống luôn vậy lại. Qua cống luôn. Ở vậy. Má ơi, qua cống các bạn ơi. Qua cũng thêm. Mẹ ơi. Cái ghê vậy. Bây giờ là hết dám thử ở trên ngoài biển không? Kìa. Lại chậm là để em coi thứ lại. Ghe lại. Để cho mình. Đây mọi người xem nha, ở dưới đang có một chiếc ghe đang lên. Không có kỹ thuật nó đâm vô đó đó. Anh ghe lại coi. Không có kỹ thuật không? Ghe nữa phải không? Đúng rồi. Đó, mọi người cùng xem nha. Coi anh này anh qua có kỹ thuật không nha. Trời ơi mẹ ơi, nó nghiêng dữ vậy. Trời ơi má ơi, nó nghiêng kìa. Trời ơi, chắc ông kêu mình vòng á anh ơi. Không, ghe nó qua được rồi. Không dám đâu, anh coi kìa. Trời ơi, ra khỏi đất được kìa. Trời ơi, bá kìa. Trời ơi. Chết mẹ, ghen đen này. Dính này. Nó ăn luôn ngay đó. Chú lè luôn rồi kìa. Trời ơi, lại rủ ông đua. Thầy ông lại gặn lên một đua luôn. Trời, thử cái ơi sao. Thì lâu dữ lắm mà mới quay lại tàu cá này các bạn. Đây là cái máy này. Vậy là bốc khói luôn nha. Đây thì cũng như là mình xin nhắc lại nha, chiếc này là chiếc tàu tải nha các bạn. Cái này chạy gịch lắm à. Dạ. Số điện thoại của anh Văn Lai Nguyễn thì mình sẽ để bên góc bên tay phải màn hình ha. Là 0382320204. Đây bây giờ anh sẽ vô cống nha. Giống như ngày xưa mới được chứ. Mọi người xem là ở dưới cái mực nước nó chảy kìa. Em test máy nha. Đây cái chiếc này là lái là phải ngồi lái nha các bạn, không có ghế nha. Ghê. Mẫu ghe của mình lại đó, anh Văn Lai Nguyễn đóng là phải ngồi chùm hổm nha các bạn. Kéo vô lên bờ đó lại. Khúc này là chạy chậm chậm các bạn, khu này là ghe dữ lắm nè.
qua. Này là mới có thử sơ sơ thôi. Đây. Còn cái dây điện nữa. Toán ơi, chạy lên nhà lấy máy hàng nhỏ vô cho Toán. Mới có test thôi. Ủa anh Phú vô nè anh Phú. Bốn bữa hả? Bây giờ. À, cái bô bên trước nè. Má ơi, cái bô vừa ra nước vừa ra lửa luôn nha. Ơ lộn. Vừa ra nước vừa ra khói luôn. Ủa cái này anh chơi lái thủy lực rồi hả? Anh chơi anh chuyện cái thủy lực rồi nè. Má ơi, vô tới đây một cái là đang cạnh nữa chứ. Anh nhóng ra anh lại. Người xe nó rớm chưa? Chơi cái này như là tàu cao tốc vậy. Sơn hết trơn luôn. Trời ơi, mới sơn quên. Thiệt tình. Quá wow, trời chiếc ghe nó chạy rồi các bạn ơi. Má ơi, khủng khiếp thiệt chứ. Trời ơi, nó lạ một cái nha. Đây bây giờ thì anh ở đằng kia anh sẽ chuẩn bị chạy lại nha các bạn. Quá wow, khủng khiếp, chiếc tàu nhỏ chạy giọt kinh khủng thiệt. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Quá rồi. Trời ơi, mẹ ơi. Nó muốn bay luôn rồi. Tàu không người lái nè. Lên luôn anh ơi. Thôi lên luôn. Rồi. Lên luôn. Anh chuẩn bị qua cống rồi các bạn. Thôi dữ vậy. Máy yếu lên là dễ bá cho lắm nha. Anh ve lại rồi. Nước nó đạp cuồn cuộn luôn kìa. Chiếc tàu này qua cống coi mới đã này. Đó. Cái này phải canh giữ trời mới được. Trời ơi. Sững rồi, phải giỡn không? Kìa, trôi rồi kìa. Đó, anh ve xuống luôn nè. Quá lâu rồi, anh Văn La Nguyễn, anh mới xuất hiện trên YouTube các bạn. Đó, anh lên trên đó họ anh bắt hết chớ anh thả xuống một cái một các bạn ngồi coi xanh nước cái chân này. Đi xuống đây đón anh nè. Cái mùa này là cái mùa nước lũ cho nên là cống này mở là xả lũ nha. Cái Isuzu chạy dữ quá. À, giờ anh chở anh quay đầu bắt chớn thả hết ga xuống đây. Bằng nước này trên là chắc khoảng chừng 4 tắc nước ha. Nó. Trời ơi má ơi cái này coi cái đã nè. Trời ơi. Quá dữ. Ủa, quá dữ rồi. Trời ơi, má ơi, nước nôi đang cạnh hết trơn.
Rồi, nãy giờ thì ảnh làm lòng vòng cũng xong rồi nha các bạn. Mọi người có quan tâm đóng tàu thuyền, tàu cá gì đó, tàu gỗ thì đến với của ủ anh Văn Lão Nguyễn nha. Ảnh thì có địa chỉ là Dầm Gầy, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang, ngay cống Dầm Gầy luôn. Rồi, video mình có lẽ là tạm dừng tại đây ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nó mệt.